trước một thời điểm nào đó chúng ta muốn làm một cái gì đó hoặc là chúng ta phải làm một cái gì đó trên muốn kết hôn trước khi CC 20 tuổi. Mời đến! Mời đến! Bài số 17 nhé. Xem là hôm nay trong bài 17 chúng mình sẽ cùng nhau học những mẫu ngữ pháp nào nào. Trước khi vào nội dung bài học, chúng ta cùng xem đoạn hội thoại mẫu nhá. Do shimashita ka? Kinou kara atama ga itai desu. Wakarimashita. Ja, ookii kuchi o akete kudasai. Kaze ja arimasen kara shinpai shinai de kudasai. 2-3 nichi wa jikkuri yasunde kudasai. Ano 明日から大阪へ出張しなければなりません。じゃあ薬を飲まなくてもいいですか？今日は早く寝てください。はい、わかりました。ではお大事に。どうもありがとうございます。Vì đây là một ngôn ngữ mới, chắc chắn trong quá trình tự học tiếng Nhật mọi người sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nếu như các bạn muốn học trực tiếp với giáo viên được luyện tập nhiều hơn và kiến thức chuyên sâu hơn, hãy cùng với các sensei chơi tiếp trò chơi con mực mình phiên bản hai kia ichiba chữ Hán của chữ này sẽ là gì đây? Mọi người comment ngay RK để được mình tư vấn miễn phí cũng như nhận được ưu đãi sốc khi tham gia khóa học tại Diki. Điều đặc biệt hơn khi các bạn comment đó là mình sẽ tặng cho mọi người một bộ sách miễn phí dành cho người mới bắt đầu học tiếng Nhật tại nhà. Trong đoạn hội thoại vừa rồi, Dikimo của chúng mình bị ốm rồi đúng không ạ? Và bạn ấy đi khám bệnh. Khi mà bạn ấy đi khám bệnh thì bác sĩ đã nói là không phải là bạn bị cảm đâu, nên là xin đừng lo lắng đúng không? Vậy thì chúng ta có thể thấy trong đoạn hội thoại này bác sĩ không dùng Vemasen mà bác dùng một thẻ khác ngắn hơn cũng bằng nghĩa với thẻ Vemasen, thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem là thẻ ngắn đó ở trong tiếng Nhật được gọi là gì nhá. Rồi mọi người ơi, thẻ ngắn đó bằng với Vemasen nhưng mà sử dụng trong giao tiếp nhá được gọi là thẻ nai, và chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách là làm thế nào để chia từ động từ thẻ mas sang thẻ nai nhá. Và sau khi mà chúng ta đã học cách chia thẻ nai rồi thì chúng ta sẽ đến với ứng dụng của bạn ấy ạ. Sẽ có 3 ứng dụng sử dụng rất nhiều trong Kaiwa nhá. Và tiếp theo chúng ta sẽ học thêm 2 mẫu nữa. Với mẫu 5 và mẫu 6 của chúng mình sẽ học cách làm thế nào để nói mẫu câu về thời hạn nhé. Và cuối cùng đó là chúng ta sẽ chủ ngữ hóa tân ngữ của chúng mình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào từng mẫu nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thẻ nai trong tiếng Nhật. Như thế nào thì được gọi là thẻ nai trong tiếng Nhật? Mọi người ơi, hôm nay là thứ 6, ngày mai thứ 7 được nghỉ rồi. Thế là bạn nữ mới chạy ra bảo là anh ngày mai chúng mình được nghỉ nhở. Vậy thì bây giờ chúng mình đi uống có được không? Thì chúng ta sẽ nói như thế nào nào? Ngày mai được nghỉ sẽ là đúng rồi. 明日休みですね. 今日飲みに行きませんか? 明日休みですね. 今日飲みに行きません? 明日休みですね。今日飲みに行きません? Vậy nếu mà trong trường hợp mọi người thân thiết hơn nhá, thì trong tiếng Nhật chúng ta sẽ có một cách nói nữa mọi người ạ. Chúng ta sẽ không dùng 行きません mà chúng ta sẽ nói như sau nhá. 明日休みですね。今日飲みに行かない? 今日飲みに行かない? Hôm nay chúng mình đi uống với nhau không? 明日休みですね。今日飲みに行かない? 明日休みですね。 Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu rõ hơn ikanai là gì nhá. Thứ nhất mọi người nhớ cho CC là ikimasen bằng với ikanai. Ikanai và ikimasen là cùng nghĩa với nhau, đều là không làm về. Nhưng mà ikimasen sẽ lịch sự hơn, còn ikanai sẽ xuồng xã hơn nhá, được chưa? Thứ nhất là đây là thể nai, có nghĩa là gì ạ? Không làm về. Và thứ hai nó xuồng xã hơn nên chúng ta sẽ không sử dụng với bề trên nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau học cách chia nhá. Bây giờ sensei trước khi đưa ra quy tắc, sensei sẽ chia thử cho mọi người để xem mọi người có biết được quy tắc là như thế nào không nhá. Hanashimasu sẽ thành hanasanai, ikimasu sẽ thành ikanai, imasu sẽ thành iwanai. Vậy thì mọi người có thể thấy gì không ạ? Đây là cột gì ạ mọi người? Mình đang ở nhóm 1 nhá. Cột y này, sang ka, sang cột, đúng rồi, cột A nha, được chưa? Từ cột Y mình sang cột A và mình cộng thêm nai cho sensei nhá. Và bạn này hơi đặc biệt đúng không? Y này lại biến thành wa, thì cái này đặc biệt chúng ta nhớ giúp sensei nhá. Riêng Y thì sẽ biến thành wa và cộng thêm nai. Và có một động từ trong nhóm 1 hơi đặc biệt nhá, đó chính là động từ arimasu. Thì mọi người nhớ cho sensei này, arimasen nhá sẽ bằng với nai, không có là nai nhá trong thể thông thường, được chưa? Bây giờ sensei có động từ vemasu và mọi người giúp sensei chuyển sang thể phủ định thể nai nào. Osake o nomimasu là uống rượu đúng không? Và bây giờ chúng ta không uống rượu thì sẽ là gì đâu?
Đúng rồi, cột Y thành cột A, Mi sẽ thành. Đúng rồi, ma nhá. Osake wo nomimasu nai, không uống rượu. Osake wo nomimasu. Osake wo nomanai. Osake wo nomimasu. Osake wo nomanai. Được chưa nào? Tiếp nào. Kasaka arimasu là có ô đúng không? Bây giờ không có ô nào. Đặc biệt đúng không? Arimasu sensei vừa nói rồi sẽ thành gì ạ? Đúng rồi, sẽ thành nai nhá. Nên là sẽ thành kasaga nai, được chưa? Kasaga arimasu. Kasaga nai. Kasaga arimasu. Kasaga nai. Rồi, tiếp nhá. Mọi người đang làm gì đấy ạ mọi người? Đang nói chuyện đúng không? Động từ nói chuyện là gì? Đúng rồi, honoshimasu đúng không? Và bây giờ không nói chuyện sẽ là gì? Cột Y sang cột A nào, Shi sẽ sang. Đúng rồi, sang xa nhá. Hanasanai. Hanashimasu. Hanasanai. Hanashimasu. Hanasanai. Các bạn nhỏ đang làm gì ạ mọi người? Đang chơi đúng không? Nào, chơi là gì nào? Đúng rồi, asobimasu nhá. Và bây giờ không chơi nữa rồi sẽ là gì nào? Asobimasu. Cột Y sang cột A, B sẽ thành ba nhá. Asobanai, không chơi. Asobimasu. Asobanai. Asobimasu. Asobanai. Được chưa nào? Rồi, tiếp nhá. Nghe là kikimasu, không nghe nào. Khi sang ka đúng không? Sẽ là kikanai. Được chưa nào? Cột Y sang cột A cộng thêm nai. Đấy là cách mà chúng ta biến đổi động từ sang thể nai của nhóm 1 nhá. Kikimasu. Kikanai. Kikimasu. Kikanai. Rồi, thêm một câu nữa cho sensei nào. Chúng ta có gặp nhau là aimasu. Y đặc biệt đúng không? Y sẽ thành, đúng rồi, thành wa nhá. Sẽ thành awanai, không gặp. Aimasu. Awanai. Aimasu. Awanai. Được chưa nào? Rồi, tiếp theo nào. Đó là nhóm 1 nhá. Vậy bây giờ nhóm 2 thì chia như thế nào? Mọi người trước hết nghe sensei nhá. Sensei có tabemasu là ăn, không ăn sẽ thành tabenai. Nemasu là ngủ đúng không? Không ngủ sẽ là nenai. Okimasu là thức dậy đúng không? Không thức dậy sẽ là okinai. Vậy là mọi người thấy một công thức gì ạ? Mình chỉ việc bỏ mát sự và thay bằng nai là được nhá. Đấy là quy tắc mà chúng mình biến đổi động từ nhóm 2 sang thể nai nhá. Điểm lại một vài động từ đặc biệt chúng mình đã học của nhóm 2 nào. Có gì đấy ạ? Okimasu là thức dậy sẽ thành okinai đúng không? Rồi karimasu sẽ thành karinai. Imasu sẽ thành inai nhá. Nhớ chưa? Quy tắc vẫn không thay đổi với tất cả các động từ. Rồi, vậy là chúng mình đã có nhóm 1 rồi đúng không? Từ cột Y sang cột A thêm nai. Nhưng mà riêng với Y thì mình sẽ biến thành wa và thêm nai nhá. Nhóm 2 thì sao ạ? Chỉ việc bỏ mát sự và thay bằng nai là được. Đấy là nhóm 1 và nhóm 2 đúng không? Còn nhóm 3 thì sao? Chúng ta cùng nhau nhìn lên bảng nhá. Benkyo shimasu là mình học tập đúng không? Không học tập sẽ thành benkyo shinai. Vậy là shimasu và n shimasu sẽ biến thành shinai. Được chưa? Himasu của chúng mình sẽ biến thành konai. Thì cái này là công thức mọi người ghi nhớ giúp sensei nhá. Tên nhanh nhất sensei có những động từ thuộc nhóm 2, nhóm 3 và mọi người giúp sensei chia nhá. Nào, đầu tiên, nhìn đúng không? Mimasu, không nhìn sẽ thành. Đúng rồi, mi, minai nhé. Mimasu. Minai. Mimasu. Minai. Sự ghi nào. Ta, tabemasu là ăn đúng không? Không ăn sẽ là tabenai. Tabemasu. Tabenai. Tabemasu. Tabenai. Tiếp nào, đi mua sắm là gì ạ mọi người? Đúng rồi, kaimono shimasu sẽ thành kaimono shinai nhé. Rồi, kaimono shinai có nghĩa là không đi mua sắm. Kaimono shimasu. Kaimono shinai. Kaimono shimasu. Kaimono shinai. Được chưa nào? Rồi, thêm câu nữa nào. Thức dậy là gì? Okimasu nhá. Nhưng mà chúng ta không thức dậy sẽ là rồi, okimasu, động từ đặc biệt của nhóm 2 sẽ thành okinai nhé. Okimasu. Okinai. Okimasu. Okinai. Rồi, từ ghi. Rồi, gì đây? Nemasu đúng không? Là ngủ đúng không? Và không ngủ sẽ thành. Đúng rồi, nenai nhá. Nemasu. Nenai. Nemasu. Nenai. Ở tsugi nhá. Đến là gì mọi người? Đúng rồi, là kimasu nhá. Nhưng mà bây giờ không đến nữa đâu, sẽ thành
đúng rồi, có cô này nhé. 来ます来ない来ます来ない Rồi chúng mình sẽ cùng nhau tổng hợp lại từ nhóm 1 cho đến nhóm 3 cách mà chúng mình chia động từ từ về má sự sang thể nai. Về nai của chúng mình bằng về má sen đúng không? Và nó có nghĩa là gì ạ? Không làm về. Để thế nào? Nhóm 1 thế nào mọi người? Cột y mình sẽ biến thành cột a và cộng thêm nai. Riêng với y thì sẽ biến thành qua và cộng thêm nai cho xe nhá. Rồi với cả nhóm 2 nào. Nhóm 2 thì mình chỉ việc bỏ má sự và thay bằng nai là được đúng không? Rồi nhóm 3 sẽ sao ạ? Khi má sẽ biến thành cô nai nhá và she má sẽ biến thành she nai. Được chưa ạ? Vậy là chúng mình đã cùng nhau học công thức để chia từ v má sự sang v nai rồi đúng không? Chị sẽ rất hay được viên hỏi là ô cô ơi, vậy thì v nai bằng với v má sen mà xuồng xã hơn thì ngoài ra ứng dụng của v nai trong cai hoa còn gì nữa không ạ? Còn nha mọi người, chúng ta sẽ bước vào luôn nhá. Đầu tiên đó chính là v nai để kudasai. Với v nai kudasai nhưng mọi người sau khi học xong mẫu này mọi người có thể yêu cầu người khác không làm về, được chưa? Nào cho CZ hỏi, khi mà mình yêu cầu người khác làm về ấy, thì chúng ta dùng mẫu gì? Yêu cầu đối phương làm hành động nào đó chính là về tê kudasai nhá. Còn đây là không làm về sẽ là về này để kudasai. Dụ luôn cho CZ nào, đây là bệnh viện đúng không? Và bác sĩ ra nói với anh này là xin anh đừng hút thuốc nhé. Trong tiếng Nhật chúng ta sẽ nói như sau nhá. Koko wa kinen desu kara suwanai de kudasai. Koko wa kinen desu kara suwanai de kudasai. Vì ở đây là cấm hút thuốc ấy nên xin anh đừng hút thuốc ạ. À, được chưa? Koko wa kinen desu kara suwanai de kudasai. Koko wa kinen desu kara suwanai de kudasai. Vậy là qua ví dụ vừa rồi chúng ta có thể thấy là chúng mình chỉ việc gì ạ? Chia động từ về thể nai, sau đó mình cộng thêm kudasai là chúng ta đã được mẫu câu xin đừng làm về nha mọi người. Xin đừng làm về nai và cộng de kudasai, được chưa ạ? Dụ luôn nào. Ở trong ví dụ này nhá, sensei đang bật điều hòa nên sensei bảo với bạn sensei là tớ đang bật điều hòa đấy cậu ạ, nên cậu đừng mở cửa sổ nhá. Thì chúng ta sẽ nói như sau nhá. Eakon mo tsukete imasu kara doa o akenai de kudasai. Eakon mo tsukete imasu kara doa o akenai de kudasai. Tớ đang bật điều hòa đấy nên xin cậu đừng có mở cửa sổ nhé. Eakon mo tsukete imasu kara mado o akenai de kudasai. Eakon mo tsukete imasu kara mado o akenai de kudasai. Chưa ạ? Rồi thêm câu nữa nào. Mời chúng ta đi ngắm tranh đúng không? Ở bảo tàng mỹ thuật nó sẽ có những bảng biểu như là tại bảo tàng mỹ thuật xin đừng chụp ảnh nhé. Tại bảo tàng mỹ thuật xin đừng chụp ảnh. Thì chúng ta sẽ nói như sau nhé. 美術館で写真を撮らないでください. 美術館で写真を撮らないでください. Tại bảo tàng mỹ thuật thì xin đừng chụp ảnh nhé. 美術館で写真を撮らないでください. 美術館で写真を撮らないでください. Vậy là mọi người nhớ giúp xem nhé. Động từ mình chia về thể nai, sau đó mình cộng de kudasai thì có nghĩa là xin đừng làm về. Mình sẽ cùng nhau khởi động luôn nhé. Câu này có nghĩa là gì hả mọi người? Đá bóng ở trên đường thì có hợp lý không? Không đúng không? Xin đừng đá bóng ở trên đường sẽ là gì nào? Đầu tiên trên đường là michi phải đi với đế nhá, michi đế. Xin đừng đá bóng thì đầu tiên đá bóng là gì đã nào? Sakkou shimasu đúng không? Và bây giờ mình chuyển sang thể nai sẽ là gì đó? Sakkou shinai và cộng thêm đế kudasai nhá. Câu đầy đủ sẽ là michi de sakkou shinai de kudasai. Michi de sakkou shinai de kudasai. Ở trên đường ấy thì xin mọi người đừng đá bóng nhá. Michi de sakkou shinai de kudasai. Michi de sakkou shinai de kudasai. Rồi thêm câu nữa nào. Thế gì đây mọi người? Xin đừng gì ạ? Xin đừng hút thuốc đúng không? Rồi hút thuốc là gì mọi người? Tabako tsuimasu. Nào tsuimasu chuyển sang thể nai sẽ là y đúng không? Sẽ thành suwanai nhá. Và bây giờ mình thêm de kudasai là được nhá. Câu đầy đủ sẽ là tabako tsuwanai de kudasai. Tabako tsuwanai de kudasai. Xin đừng hút thuốc lá. Tabako tsuwanai de kudasai. Tabako tsuwanai de kudasai. Minasan, koko wa doko desu ka? So desu ne, to shokan desu ne. To shokan de hana shite wa ikemasen. Cấm không được nói chuyện ở trong thư viện. Có một cách nhẹ nhàng hơn là xin đừng nói chuyện trong thư viện sẽ là gì hả mọi người?
Đúng rồi, chính xác. Tô chú cảm để hana sanai để cửa sai. Tô chú cảm để hana sanai để cửa sai. Mọi người nhớ nhớ, về nay để cửa sai xin đừng làm về. Và trước kia ở thể đê chúng mình đã học một mẫu rồi. Về tê quả ikemasen. Thì về tê quả ikemasen là cấm luôn nha mọi người. Nó sẽ mạnh mẽ hơn mẫu câu về nay để cửa sai mà chúng ta đang học nhá. Tô chú cảm để hana sanai để cửa sai. Tô chú cảm để hana sanai để cửa sai. Đây là trước cửa hàng. Mà thường trước cửa hàng thì có được phép đỗ xe không? Đúng không? Người ta còn kinh doanh buôn bán chứ. Nên là cho xem một câu nào. Trước cửa hàng thì xin đừng đỗ xe ạ. Sẽ là gì nào? Đúng rồi, danh từ địa điểm trước cửa hàng sẽ đi với trợ từ gì ạ? Nhí hay đế? Trước kia đã học rồi đúng không? Thô mê mát phải đi với trợ từ nhí nhá. Nên câu đầy đủ của chúng mình sẽ là 店の前に車を止めないでください. 店の前に車を止めないでください. Xin đừng đỗ ô tô ở trước cửa hàng của bọn em ạ. Mọi người đã nắm được chưa? Về nay để ください. Xin đừng làm về nhá. 店の前に車を止めないでください. 店の前に車を止めないでください. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tổng hợp lại kiến thức một lần nữa nhá. Khi mà muốn nói mẫu câu đừng làm về thì chúng ta sẽ sử dụng mẫu câu gì hả mọi người? Đúng rồi, về nay để cửa sai nhá. Xin đừng làm về đúng không? Nào cho xem nào. Không được chụp ảnh tại bảo tàng mỹ thuật. Chụp ảnh là Sashingo Torimasu đúng không? Torimasu sẽ thành Toranai để cửa sai nhé. Câu đầy đủ của chúng mình sẽ là Bijutsukan de Sashingo Toranai để cửa sai. Bijutsukan de Sashingo Toranai de kudasai. Xin đừng chụp ảnh ở bảo tàng mỹ thuật. Vậy là chúng mình có nhớ về nay của chúng mình bằng về masen đúng không? Là thứ nhất. Thứ hai là ứng dụng đầu tiên, nó là về nay để kudasai, có nghĩa là xin đừng làm về. Và mọi người ơi, ở trong giao tiếp nhá, thì thường khi mà người trên nói với người dưới ấy, thì các bác sẽ bỏ luôn kudasai đi nhá. Ví dụ như là tabenai de kudasai sẽ thành tabenai de, đấy là đừng ăn đúng không? Đừng đi sẽ là ikanai de, đừng khóc sẽ là nakanai de nhé. Và bây giờ chúng mình sẽ bước vào ứng dụng thứ hai xếp nào. Bạn này còn có thể nói mẫu ngữ pháp gì nữa? Thường thì các sensei hay nói với học sinh là gì ạ? Bọn em phải học bài đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem là phải làm về ở trong tiếng Nhật sẽ nói như thế nào. Ngày mai là bạn ấy có bài kiểm tra kanji rồi, nên là hôm nay bạn ấy phải học bài. Thì trong tiếng Nhật chúng ta sẽ nói như sau nhá. Ashita kanji no testo ga arimasu kara kyou wa benkyou shinakereba narimasen. 明日漢字のテストがありますから今日は勉強しなければなりません. Bởi vì ngày mai ấy sẽ có bài kiểm tra kanji. 明日漢字のテストがありますから今日勉強しなければなりません. Vậy là thông qua ví dụ vừa rồi đúng không? Chúng ta sẽ thấy động từ của chúng mình chia về thể gì ạ mọi người? Chia về thể nai. Sau đó thì mình bỏ y đúng không? Và mình cộng thêm kereba narimasen là chúng ta được mẫu câu phải làm về nhá. Về nai. Sau đó thì bỏ y thêm kereba narimasen. Nào đọc cùng xem. Nakereba narimasen. Nakereba narimasen. Cái này hơi dài nhé, mọi người luyện tập đi luyện tập lại giúp sensei nhá. Mẫu câu này có nghĩa là mình phải làm về. Bây giờ cho sensei một ví dụ nào. Hàng ngày tớ phải làm bài tập về nhà đấy. Làm bài tập về nhà là shukudai o shimasu nhá. Và bây giờ sẽ thành shukudai o shinakereba narimasen ne. Mainichi shukudai o shinakereba narimasen. Mainichi shukudai o shinakereba narimasen. Nghĩa là hàng ngày thì tớ đều phải làm bài tập về nhà đấy. Mainichi 宿題をしなければなりません。毎日宿題をしなければなりません。でじゃあ、rồi thêm câu nữa nào. Sensei là sensei không biết kanji đâu. Bởi vì không hiểu kanji nên tớ phải viết bằng hiragana. Thì chúng ta sẽ có câu là kanji ga wakarimasen kara hiragana wo kakanakereba narimasen. Kanji ga wakarimasen kara hiragana wo kakanakereba narimasen. Bởi vì con không có hiểu kanji đâu nên là con phải viết chữ hiragana đấy ạ. Kanji ga wakarimasen kara hiragana wo kakanakereba narimasen. Kanji ga wakarimasen kara hiragana wo kakanakereba narimasen. Rồi mọi người nhớ chưa? Về chúng mình chia về thể nai, xong đó bỏ y thêm kereba narimasen. Về nakereba narimasen có nghĩa là phải làm về nhá. Tiếp theo chúng mình sẽ cùng nhau bước nước vào phần khởi động nào. Mà này bạn ấy bị ốm rồi, thế là buổi sáng này asa hiru to ito gogo đấy đều phải uống thuốc. Vậy là một ngày mấy lần nè mọi người? Đúng rồi, một ngày phải uống tận 3 lần cơ. Nào cho CC một câu nào. Một ngày phải uống 3 lần thuốc. Rồi
Đầu tiên nhá, uống thuốc là gì? Đúng rồi, 薬を 飲みます. Phải nào? 薬を 飲まなければ なりませんね. Vậy câu đầy đủ của chúng mình sẽ là 1日に3回 薬を 飲まなければ なりません. 1日に3回 薬を 飲まなければ なりません. Một ngày 3 lần tớ phải uống thuốc đấy. 1日に3回 薬を 飲まなければ なりません. 1日に3回 薬を 飲まなければ なりません. Được chưa ạ? Rồi tiếp theo, nhiều công việc quá mọi người ạ, nên là anh này anh ấy phải giãn kiểu shimasu, anh phải tăng ca tận đến 10 giờ cơ. Nào, phải tăng ca đến 10 giờ. Đầu tiên tăng ca là gì? Ở giãn kiểu shimasu, phải tăng ca sẽ là giãn kiểu shinakereba narimasen ne. Rồi và đến 10 giờ sẽ là gì ạ? Jiuji made zankyou shinakereba narimasen. Jiuji made zankyou shinakereba narimasen. Đó là tớ phải tăng ca đến tận 10 giờ đấy. Thaien deshita ne, vất vả thế. Jiuji made zankyou shinakereba narimasen. Jiuji made zankyou shinakereba narimasen. Rồi hàng sáng ta phải đi làm nên là chúng ta phải dậy vào lúc 7 giờ. Nào mọi người giúp CC nói đi, hàng sáng thì tớ phải dậy lúc 7 giờ đấy sẽ là gì nào? Đầu tiên là dậy là okimasu, phải dậy nào. Okimasu là nhóm. Nhóm 2 phải dậy sẽ là okinakereba narimasen. Và bây giờ chúng ta thêm 7 giờ đằng trước là được. Câu đầy đủ của chúng mình sẽ là mayasa shichiji ni okinakereba narimasen. Mayasa shichiji ni okinakereba narimasen. Hàng sáng tớ phải dậy vào lúc 7 giờ đấy. Mayasa shichiji ni okinakereba narimasen. Mayasa shichiji ni okinakereba narimasen. Rồi tiếp nào. Rồi khi mà mọi người vào trong nhà của người Nhật, chúng ta phải bỏ giày nhé. Nào đầu tiên cho CC, cởi giày là động từ nugimasu đúng không? Phải cởi sẽ là nuganakereba narimasen ne. Câu đầy đủ của chúng mình sẽ là Nihon no ie dewa kutsu o nuganakereba narimasen. Nihon no ie dewa kutsu o nuganakereba narimasen. Có nghĩa là tại nhà Nhật Bản ấy thì chúng ta phải cởi gì? Cởi giày đấy. Được chưa ạ? Nuganakereba narimasen. Mọi người luyện tập nói nhiều hơn giúp CC nhé. Nói nhiều cơ miệng của mình sẽ dẻo hơn và sẽ nói lưu loát hơn đấy nha. 日本の家では靴を脱がなければなりません。日本の家では靴を脱がなければなりません。 Vậy là chúng mình vừa học mẫu ngữ pháp gì ạ mọi người? Đúng rồi, phải làm về đúng không? Lúc đấy chúng mình sẽ dùng công thức gì nào? Về nakereba narimasen nhá. Có nghĩa là mình phải làm về. Nào cho xem một câu nào. Mỗi ngày á tớ đều phải làm bài tập về nhà đấy. Nào, làm bài tập về nhà là shukudai o shimasu ne. Và bây giờ phải sẽ là shukudai o shinakereba narimasen ne. 毎日宿題をしなければなりません。毎日宿題をしなければなりません。 Hàng ngày tớ đều phải làm bài tập về nhà đấy. Vậy là chúng mình đã cùng nhau chinh phục được hai ứng dụng của thể nai rồi đúng không? Đầu tiên là gì ạ? Venai de kudasai, xin đừng làm về. Và mẫu chúng ta vừa học đó là venakereba narimasen, có nghĩa là phải làm về nhá. Vì đây là một ngôn ngữ mới, chắc chắn trong quá trình tự học tiếng Nhật mọi người sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nếu như các bạn muốn học trực tiếp với giáo viên, được luyện tập nhiều hơn và kiến thức chuyên sâu hơn, mọi người comment ngay DK để được mình tư vấn miễn phí cũng như nhận được ưu đãi sốc khi tham gia khóa học tại Diki. Điều đặc biệt hơn khi các bạn comment đó là mình sẽ tặng cho mọi người một bộ sách miễn phí dành cho người mới bắt đầu học tiếng Nhật tại nhà. Và bây giờ chúng ta vào mẫu ngữ pháp này, chúng ta sẽ được sử dụng khi mà chúng ta nói là không cần làm về cũng được. Vena cực thể mùi y des, không cần làm về cũng được. Ôi trời không có mưa đâu nên là không cần mang ô đi cũng được, thì chúng ta sẽ nói như sau nhá. Ame ga furanai yo, trời không mưa đâu. Kasa o motte ikanakute mo ii desu. Kasa o motte ikanakute mo ii desu. Motte ikimasu có nghĩa là mang đi đúng không? Thì motte ikanakute mo ii desu, không cần mang theo cũng được. Ame ga furanai yo, kasa o motte ikanakute mo ii desu. Ame ga furanai yo, kasa o motte ikanakute mo ii desu.
Được chưa mọi người? Vậy là qua ví dụ vừa rồi mọi người sẽ thấy cho sensei này, motte ikimasu sẽ biến thành motte ikanakute mo ii desu. Đầu tiên mình chia động từ về thể, thể nai cho sensei nhá. Và sau đó mình sẽ thêm gì ạ? Đúng rồi, mình bỏ i đi và thêm kute mo ii desu. Ve nakute mo ii desu có nghĩa là chúng ta không cần làm ve cũng được nhá. Không cần mang theo o sẽ là motte ikanakute mo ii desu. Ví dụ như là chúng ta bị cúm đúng không? Thì ngày mai chúng ta không cần đến công ty, không cần đi đến công ty cũng được đúng không? Không đi đến công ty, đầu tiên cho sensei đi đến công ty sẽ là kaisai e ikimasu nhá. Bây giờ chia động từ về thể nai cho sensei nào. Kaisai e ikanai và bỏ y nhá, thêm kute mo ii desu. Kaze desu kara ashita kaisai e ikanakute mo ii desu. Kaze desu kara ashita kaisai e ikanakute mo ii desu. Bởi vì bị cúm là ngày mai thì không cần đến công ty cũng được đúng không ạ? Rồi, có nghĩa là chúng ta làm gì đấy? Chia về thể nai sau đó thì bỏ y thêm kute mo ii desu. Kaze desu kara ashita kaisai e ikanakute mo ii desu. Kaze desu kara ashita kaisai ni ikanakute mo ii desu. Ngày mai là chủ nhật rồi mọi người ơi, không cần dậy sớm cũng được đúng không? Trước hết dậy sớm là gì? Hai nhắc cử okimasu đúng không? Sẽ biến thành hai nhắc cử okinakute mo ii desu. Shumatsu wa hai nhắc cử okinakute mo ii desu. Shumatsu hai nhắc cử okinakute mo ii desu. Cuối tuần ấy thì mình không cần phải dậy sớm đâu, được chưa ạ? Không cần làm về cũng được. Shumatsu wa hai nhắc cử okinakute mo ii desu. 週末は早く起きなくてもいいです。 Chúng ta sẽ bước vào phần khởi động nhé, xem là chúng ta không cần làm những việc gì nào. Nhìn vào ảnh này là mọi người thấy trời gì hả mọi người? Trời đẹp là gì mọi người? Đúng rồi, itenki ne. Và chính vì vậy thì mình có cần mang ô mọi người? Không cần mang theo ô đâu. Ví dụ lúc nãy chúng ta đã làm rồi đúng không? Nào, vì trời đẹp nên là không cần mang theo ô cũng được. Thì sẽ như sau nhá. Kyou wa ii tenki desu kara kasa wo motte ikanakute mo ii desu. Kyou wa ii tenki desu kara kasa wo motte ikanakute mo ii desu. Bởi vì hôm nay thời tiết đẹp này là không cần phải mang theo ô đâu. Kyou wa ii tenki desu kara kasa wo motte ikanakute mo ii desu. Kyou wa ii tenki desu kara kasa wo motte ikanakute mo ii desu. Được chưa ạ? Rồi tiếp nào. Ôi, sensei đã quyết định là hôm nay sẽ đi ăn ở nhà hàng rồi mọi người. Vì sẽ ăn tại nhà hàng nên không nấu ăn cũng được đúng không? Mọi người dịch thế nào cũng được nhá. Câu đầy đủ của chúng mình sẽ là restaurant de tabemasu kara ryōri wo shinakute mo ii desu. Restaurant de tabemasu kara ryōri wo shinakute mo ii desu, đúng không? Bởi vì mình sẽ ăn tại nhà hàng đấy nên không cần phải nấu ăn đâu, không cần nấu ăn cũng được. Restaurant de tabemasu kara ryōri wo shinakute mo ii desu. Restaurant de tabemasu kara ryōri wo shinakute mo ii desu. Mời thêm một câu nữa cho sensei. Mọi người ơi, ngày mai là chủ nhật rồi, sensei không cần làm việc cũng được mọi người ạ. Ngày mai là chủ nhật nên không cần làm việc cũng được. Làm việc của sensei là gì ạ mọi người? Hatarakimasu đúng không? Nào, chuyển ra thể nai cho sensei. Hatarakimasu sẽ thành hatarakanai đúng không? Nào, và mình bỏ y thêm kute mo ii desu. Nichiyobi desu kara hatarakanakute mo ii desu. Nichiyobi desu kara hatarakanakute mo ii desu. Là chủ nhật đấy nên là không cần làm việc cũng được. Về nai bỏ y thêm kute mo ii desu, không cần làm về cũng được. Là ứng dụng thứ 3 chúng mình học phổ thể tê nhá. Nichiyobi desu kara hatarakanakute mo ii desu. Nichiyobi desu kara hatarakanakute mo ii desu. Khi mà muốn nói một câu không cần làm về cũng được, chúng ta sẽ sử dụng mẫu ngữ pháp gì hả mọi người? Chính xác chính là về nakute mo ii desu đúng không? Không cần làm về cũng được. Nào, cuối tuần không cần dậy sớm cũng được. Cuối tuần là gì mọi người? Đúng rồi, shumatsu ne. Nên là dậy sẽ là okimasu sẽ thành okinakute mo ii desu ne. Những câu đầy đủ của chúng mình sẽ là shumatsu wa hayaku okinakute mo ii desu. Shumatsu wa hayaku okinakute mo ii desu. Cuối tuần thì mình không cần dậy sớm cũng được. Vậy là chúng mình đã cùng nhau chinh phục thể nai cũng như là ba ứng dụng của bạn ấy rồi nhá. Đầu tiên là ngồi về nai để kudasai, xin đừng làm về. Tiếp theo nào, về nakereba narimasen, phải làm về. Và ứng dụng cuối cùng chính là về nakute mo ii desu, đúng chưa? Nghĩa là gì ạ? Không làm về cũng được.
Mọi người nhớ chân dê nhá. Thể nai chính là thể thông thường và xuồng xã hơn của Về Ma Sen nhá. Chúng ta sẽ bước vào mẫu tiếp theo nhá. Mẫu này không còn liên quan đến thể nai nữa mọi người ạ. Đây là một mẫu ứng dụng mà chúng ta muốn nói là ở trước một thời điểm nào đó chúng ta muốn làm một cái gì đó hoặc là chúng ta phải làm một cái gì đó nhá. Trước thời điểm N. Ví dụ như Sensei muốn kết hôn trước khi Sensei 20 tuổi chẳng hạn thì chúng ta sẽ nói như thế nào, chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Ví dụ như là bình thường thì chúng ta phải đến công ty trước 8 giờ đúng không? 8 giờ bắt đầu chống công rồi. Nên là hàng ngày Sensei phải đến công ty trước 8 giờ nhá. Thì trong tiếng Nhật chúng ta sẽ nói như sau nhá. 毎日 8時 までに 会社へ 行かなければ なりません. 毎日 8時 までに 会社へ 行かなければ なりません. Hàng ngày ấy, trước lúc 8 giờ ấy tớ phải đi đến công ty đấy. 毎日 8時 までに 会社へ 行かなければ なりません. 毎日 8時 までに 会社へ 行かなければ なりません. Vậy là qua ví dụ vừa rồi mọi người có thể thấy cho Sensei nhé. Chúng mình có ma đề ý. Trước ma đề sẽ là danh từ chỉ thời gian của Sensei nhé. Đằng sau thì chỉ là động từ bình thường thôi. Vậy là chúng mình sẽ có công thức tổng quan như sau nha mọi người. N thời gian và sau đó đi với ma đề ý và cộng với động từ. Nó có nghĩa là chúng ta sẽ làm V trước thời gian N. Được chưa ạ? Làm V trước khoảng thời gian N. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau phân biệt là ơ thế ma đề nhí và ma đề trước khi chúng mình học thì khác nhau như thế nào. Ma đề có nghĩa là đến đúng không ạ? Ví dụ nhá, Sensei có gì đây ạ? 月曜日から金曜日まで働きます. Tớ thì tớ làm việc từ thứ hai cho đến thứ bảy đấy. Còn hôm nay mẫu chúng mình học này, ma đề nhí. 来週までにレポートを出さなければなりません. Cho đến trước tuần sau thì phải nộp báo cáo đấy. Ma đế nhí nó sẽ nói về thời hạn, còn ma đế thì chỉ nói về khoảng thời gian thôi. Từ khoảng thời gian A cho đến khoảng thời gian B thì chúng ta sẽ dùng ma đế, còn nói về thời hạn thì chúng mình sẽ dùng ma đế nhí. Được chưa ạ? Rồi nào, ứng dụng luôn cho CC nào. Ở đây CC sẽ có câu nhé và mọi người giúp CC điền trợ từ sao cho hợp lý nhá. Chúng ta cùng nhau đọc nhé. 月曜日から金曜日何何働きます. Từ thứ hai cho đến thứ sáu thì tớ làm việc. Thế thì ma đấy hay ma đấy nhỉ ạ? Đúng rồi, khoảng thời gian đúng không? Chúng mình sẽ dùng ma đấy nhá. 月曜日から金曜日まで働きます. 月曜日から金曜日まで 働きます. Ok, nào, 次 chúng ta có câu gì đây ạ? 来週何何 レポート出さなければなりません. Tuần sau này, sau đó thì phải nộp báo cáo này. Ma đề hay ma đề nhỉ? Cái này là hạn đúng không? Thời hạn thì mình phải dùng. Chính xác, ma đề nhỉ nhá. 来週までにレポートを出さなければなりません. 来週までにレポートを出さなければなりません. Rồi tiếp nhá. Sensei có san giúp sai nó nhìn nó nhìn cái cô style đẹp ma đế hay ma đế nhỉ mọi người. Đến 30 tuổi hay là đến trước 30 tuổi thì tôi muốn kết hôn. Nói về thời hạn nhá nên mình sẽ dùng. Đúng rồi, ma đế nhỉ nhá. San giúp sai ma đế nhỉ cái cô style đẹp. Tôi muốn kết hôn trước 30 tuổi. San giúp sai ma đế nhỉ kết hôn style đẹp. San giúp sai ma đế nhỉ kết hôn style đẹp. Vậy là chúng mình vừa học mẫu nói về ma đế nhí trước khoảng thời gian N. Chỉ chúng ta sẽ dùng N thời gian thì về ma đế nhí, sau đó thì ở đằng sau sẽ là động từ như bình thường nhá. Rồi nào, giúp xem một câu nào. Bộ phim này sẽ kết thúc trước 22 giờ. Nào, trước hết bộ phim này là gì? Chủ ngữ của câu Kono ega wa. Rồi trước 22 giờ sẽ kết thúc nào. Nijiu niji ma đế nhí o owarimasu ne. Rồi câu đầy đủ sẽ là Kono ega wa nijiu niji ma đế nhí owarimasu yo. Bộ phim này thì sao ạ? Sẽ kết thúc trước 22 giờ đấy. Vậy là chúng mình đã học thêm một mẫu ngữ pháp nữa nhá. Ma đế nhí trước khoảng thời gian N. Và mẫu cuối cùng rồi mọi người ơi, minasan gamatte kudasai. Mọi người ơi hãy cố lên nhé. Chúng mình còn một mẫu nữa là sẽ kết thúc bài số 17 rồi. Đó chính là mẫu câu mình chủ ngữ hóa tân ngữ. Nghe xong chả hiểu gì cả. Chủ ngữ hóa tân ngữ là gì? Thì đây, nhìn lên đây giúp Sensei ạ. Trước kia khi mà chúng mình muốn nói là em đặt hành lý ở chỗ này có được không? Sẽ là koko ni nimutsu o oite mo ii desu ka? Em đặt hành lý ở đây có được không? Koko ni nimutsu o oite mo ii desu ka? Koko ni nimutsu o oite mo ii desu ka? Thế bây giờ trong trường hợp Sensei muốn nhấn mạnh là cái hành lý này thì em đặt ở đây có được không ạ nhá? Thì chúng ta chỉ việc đưa hành lý lên làm chủ ngữ của câu thôi mọi người ạ. Chúng ta sẽ nói như sau nhá. Nimutsu ga koko ni oite mo ii desu ka? Nimutsu ga koko ni oite mo ii desu ka? Cái hành lý thì em đặt ở chỗ này có được không ạ? Nimutsu ga koko ni oite mo ii desu ka?
荷物はここに置いてもいいですか? Đây là hiện tượng chủ ngữ hóa tân ngữ nha mọi người. Chúng ta chỉ việc đưa tân ngữ của chúng mình lên làm chủ ngữ thôi là được nha. Và khi đó tân ngữ của chúng mình sẽ đứng trước quá đúng không? Từ trợ từ ố nó biến thành trợ từ quá. Chủ ngữ hóa tân ngữ nhá. Chúng ta sẽ sử dụng mẫu ngữ pháp này khi mà chúng ta muốn nhấn mạnh tân ngữ, biến tân ngữ trở thành chủ ngữ, thay trợ từ ố bằng trợ từ quá là được. Rồi là ứng dụng luôn giúp sensei nào. Ví dụ như mình ăn mì sẽ là gì ạ? Đúng rồi, ăn mì bằng đũa sẽ là hashi de ramen o tabemasu ne. Watashi wa hashi de ramen o tabemasu. Tôi ăn mì bằng đũa đấy. Watashi wa hashi de ramen o tabemasu. Watashi wa hashi de ramen o tabemasu. Nhưng mà bây giờ CC không nhấn mạnh vào tôi nữa, không muốn tôi là chủ ngữ nữa, mà muốn bạn ramen này làm chủ ngữ cơ. Thì mình chỉ việc đưa ramen lên đằng trước và thay ố bằng quá là được nhá. Câu đầy đủ của chúng mình sẽ là ramen wa hashi de tabemasu. Ramen wa hashi de tabemasu. Mì á, thì tớ ăn bằng đũa đấy. Ramen wa hashi de tabemasu. Ramen wa hashi de tabemasu. Được chưa ạ? Rồi thêm câu nữa nào. Các anh nhân viên nhà ga sẽ nói trước cửa nhà ga thì các em á xin đừng để xe đạp nhé. Ở jitensha wo okimasu là để xe đạp. Mọi người ơi, okimasu này là đặt để nhé, sẽ thuộc nhóm 1 nhé. Kanji sẽ khác với okimasu thức dậy của nhóm 2 chúng ta nhé. Mọi người không nhầm hai từ đó với CJ nhé. Mặc dù phát âm là giống nhau nhưng kanji khác nhau và nghĩa khác nhau nhé. Okimasu đặt để thuộc nhóm 1 sẽ thành gì ạ? Okimasu sẽ thành okanai de kudasai ne. Eki no mae ni jitensha wo okanai de kudasai. Eki no mae ni jitensha wo okanai de kudasai. Ở xin đừng để xe đạp ở trước cửa nhà ga. Eki no mae ni jitensha wo okanai de kudasai. Eki no mae ni jitensha wo okanai de kudasai. Và bây giờ chúng ta muốn nhấn mạnh gì ạ? Muốn nhấn mạnh xe đạp. Xe đạp thì sao ạ? Thì đừng để trước cửa nhà ga. Thì chúng ta chỉ việc đưa xe đạp lên làm chủ ngữ nhá. Thay ô bằng hóa cho xe là được. Câu đầy đủ sẽ là jitensha wa eki no mae ni okanai de kudasai. Jitensha wa eki no mae ni okanai de kudasai. Có nghĩa là xe đạp thì xin đừng để ở trước nhà ga. Mọi người nắm được chưa? Chỉ việc đưa tân ngữ lên đầu câu thay ô bằng hóa là chúng ta đã chủ ngữ hóa tân ngữ rồi đấy. 自転車は駅の前に置かないでください。自転車は駅の前に置かないでください。 Rồi chúng mình sẽ bước vào phần khởi động nhé. Nào giúp sensei. Cà rê thì tớ ăn bằng thìa đấy. Nào ăn bằng thìa sẽ là spoon. Spoon sẽ đi với trợ từ gì? Để phương tiện cách thức đã học rồi đúng không? Những câu đầy đủ sẽ là cà rê wa spoon de tabemasu. Cà rê wa spoon de tabemasu. Cơm cà rê thì tớ ăn bằng thìa đấy. Cà rê wa spoon de tabemasu. Cà rê wa spoon de tabemasu. Được chưa nào? Dễ đúng không? Nào thêm nào. Quần áo thì tớ sẽ mua ở Uniqlo sẽ là chính xác. Phuku wa Uniqlo de kaimasu. Phuku wa Uniqlo de kaimasu. Quần áo thì tớ sẽ mua ở Uniqlo đấy. Phuku wa Uniqlo de kaimasu. Phuku wa Uniqlo de kaimasu. Được chưa nào? Thêm câu nữa cho sensei nào. Gohan jimusho tabemasu. Và có dụng ích. Cơm thì xin đừng ăn tại văn phòng sẽ là gì nào? Đầu tiên cơm của chúng mình sẽ lên làm chủ ngữ nhá. Cô hàng qua jimusho phải đi với trợ từ gì? Ăn nè. Jimusho là địa điểm đúng không? Với động từ ăn thì chúng mình sẽ sử dụng để nhá. Câu đầy đủ sẽ là cô hàng qua jimusho để tabenai để kudasai. Cô hàng qua jimusho để tabenai để kudasai. Ồ cơm thì sao ạ? Ồ xin đừng ăn tại văn phòng ạ. Cô hàng qua jimusho để tabenai để kudasai. Và bây giờ chúng mình cùng nhau tổng hợp lại kiến thức một lần nữa nhé. Chúng mình vừa học mẫu câu gì ạ? Chủ ngữ hóa tân ngữ nhé. Đó là khi mà chúng mình muốn nhấn mạnh vào tân ngữ thì chúng mình sẽ đưa tân ngữ ra làm chủ ngữ trong câu nhé. Ví dụ như tớ thì tớ dùng đũa để ăn mì đấy sẽ là watashi wa hashi de ramen o tabemasu. Tôi thì ăn mì ramen bằng đũa đấy. Và bây giờ trong trường hợp của chúng mình muốn nhấn mạnh tân ngữ là ramen wa hashi de tabemasu. Ramen wa hashi de tabemasu. Mình đưa ramen lên làm chủ ngữ đứng trước quá. Rồi, vậy là chúng mình đã cùng nhau học mẫu câu chủ ngữ hóa tân ngữ. Khi mà mình muốn nhấn mạnh tân ngữ thì mình sẽ sử dụng mẫu này nhá mọi người. Vậy là chúng mình đã cùng nhau kết thúc bài số 17 rồi mọi người ạ. Chúng ta sẽ cùng nhau điểm lại một lần nữa là
trong bài số 7 này mình đã cùng nhau học những gì nhá? Mình đã cùng nhau học cách chia venai đúng không? Venai là bằng V ma sen đúng không? Nhưng mà nó là thể thông thường của V ma sen xuồng xã hơn nhá. Và sau đó là ba ứng dụng của venai. Venai để kudasai, ví dụ như là kyoshitsu no naka de nenai de kudasai. Trong lớp học thì xin đừng ngủ ạ. Thứ hai đó là phải làm V. Benkyou shinakereba narimasen nhá. Minasan benkyou shinakereba narimasen nhá. Mọi người ơi, chúng ta phải học bài đấy. Được chưa ạ? Đó là phải nhá. Và cuối cùng đó chính là mẫu venakute mo ii desu. Không cần làm V cũng được. Ashita nichiyobi desu kara kaisa e ikanakute mo ii desu yo. Vì ngày mai là chủ nhật nên là không cần đến công ty cũng được. Và hai mẫu cuối cùng nhá. Mẫu ma de ni trước khoảng thời gian n. Nichiyobi ma de ni reporto o dasanakereba narimasen. Cho đến trước thứ hai thì chúng ta phải nộp báo cáo. Và sensei đã phân biệt cho mọi người ma đế và ma đế nhí rồi nhá. Học lại giúp sensei nhá. Rồi và cuối cùng đó là chúng ta chủ ngữ hóa tân ngữ. Khi mà mình muốn nhấn mạnh tân ngữ thì mình đưa tân ngữ lên làm chủ ngữ của câu, đứng đầu câu và đứng trước quá là được nhá. Ví dụ như là ramen wa hashi de tabemasu ne. Mì thì tôi ăn bằng đũa đấy. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau bước vào một phần rất mong chờ trong bài học đúng không? Đó chính là phần hội thoại. Xem là hôm nay Erikimo của chúng mình bị ốm rồi. Thế là bạn ấy đi vào bệnh viện đúng không? Bác sĩ sẽ nói gì đây? Doshimashita-ka? Doshimashita-ka? Cậu bị làm sao thế? Và bắt đầu tâm sự đúng không? Em làm sao đây ạ? Kino kara atama ga itai desu. Kino kara atama ga itai desu. Từ hôm qua thì em bị đau đầu bác sĩ ạ. Là bác ấy bảo là wakarimashita. Ja, okikuji o akete kudasai đúng không? Vete kudasai. Hãy làm V. Ừ, tôi hiểu rồi. Vậy thì cậu hãy mở miệng to ra. Sau khi khám xong bác sĩ sẽ nói là kaze sha arimasen kara shinbai shinai de kudasai. Kaze sha arimasen kara. Vì không phải là bị cúm đâu nên là shinbai shinai de kudasai. Nên là cậu xin đừng lo lắng. Và bạn nói gì nữa đây? Nisen nichi wa yukkuri yasunde kudasai. Vete kudasai của chúng mình đúng không? Vậy thì bạn hãy nghỉ ngơi thong thả 2 đến 3 ngày nhá. Rồi và đi kimono của chúng mình mới tâm sự tiếp. Ashita kara Osaka e shuichō shinakereba narimasen. Ôi nhưng mà từ ngày mai thì em phải gì đây ạ? Phải đi công tác đến Osaka đúng không? Rồi xong rồi sao nữa ạ? À thế là bác sĩ mình nói đúng, nghe xong đi công tác đúng không? Ya kusui o nomanakute mo ii desu ga kyou wa hayaku nete kudasai. Ya kusui o nomanakute mo ii desu ga. Thuốc thì không phải uống cũng được nhưng đúng không? Kyou wa hayaku nete kudasai. Hãy gì ạ? Hãy ngủ sớm nhá. Hai, wakarimashita. Vâng, em hiểu rồi ạ. Dewa o daiji ni. Dewa o daiji ni sẽ là một câu mà chúng ta sẽ sử dụng khi chúng ta nói chuyện với những người ốm. Chúc em mau khỏi bệnh nhớ. Được chưa mọi người? Vậy là trong đoạn nội thoại này, Rikimo của chúng ta đã sử dụng rất nhiều mẫu ngữ pháp. Nào thì venai de kudasai, venakereba narimasen đúng không? Vete kudasai. Mọi người ơi, vậy là chúng mình đã học được thể te này, thể nai. Chỉ cần hai thể này thôi là chúng ta đã có thể nói được rất nhiều một câu trong tiếng Nhật rồi nhá. Mọi người ứng dụng nhiều hơn nữa giúp sensei luyện tập đi luyện tập lại, nhất định là mọi người sẽ thuộc lầu và nắm được kiến thức đấy. Vậy là chúng mình đã cùng nhau chinh phục hết bài số 17 rồi ạ. Minasan yoku ganbarimashita. Mọi người đã rất là cố gắng rồi nhá. Sensei rất mong là trong các bài tiếp theo sensei vẫn được cùng mọi người chinh phục tiếng Nhật nhá. Hai, minasan arigatou gozaimasu. Otsukaresama deshita. Ciao. Bye bye. Vì đây là một ngôn ngữ mới, chắc chắn trong quá trình tự học tiếng Nhật mọi người sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nếu như các bạn muốn học trực tiếp với giáo viên, được luyện tập nhiều hơn và kiến thức chuyên sâu hơn, mọi người comment ngay DK để được mình tư vấn miễn phí cũng như nhận được ưu đãi sốc khi tham gia khóa học tại Diki. Điều đặc biệt hơn khi các bạn comment đó là mình sẽ tặng cho mọi người một bộ sách miễn phí dành cho người mới bắt đầu học tiếng Nhật tại nhà.